Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chuyển động 360. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính ngay sau đây. Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, nước này sẽ thể hiện vai trò dẫn dắt và những cam kết khí hậu sẽ không chỉ dừng ở lời nói mà được thể hiện bằng hành động. Ông Biden nhấn mạnh Mỹ có thể hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, giảm từ 50 đến 52% lượng khí phát thải so với năm 2005. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết muốn có thêm nhiều hành động để hỗ trợ các nước đang phát triển, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh không tham dự hội nghị, song chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi bài phát biểu tới hội nghị. Trong đó kêu gọi tất cả các bên có hành động mạnh mẽ hơn để cùng giải quyết thách thức khí hậu. Ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc có chiến lược tăng cường phát triển trong lĩnh vực năng lượng xanh, quy hoạch xây dựng các trang trại gió quy mô lớn và các dự án quang điện trong nỗ lực giảm khí phát thải. Trong khi đó, cũng tại phiên khai mạc hội nghị COP lần thứ 26, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị lần này trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Ông Guterres kêu gọi các đại biểu thể hiện sự tham vọng và đoàn kết để bảo vệ tương lai và nhân loại. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các hoạt động làm giàu urani của Iran tồn tại lâu nay và vẫn luôn phục vụ mục đích hòa bình và dân sự, cụ thể là hỗ trợ cho ngành y tế. Ông Khatibazet nhấn mạnh quan điểm của các nước phương Tây không phù hợp với thực tế và điều đó sẽ không mang lại kết quả mang tính xây dựng. Quan chức này cũng cho biết thêm trong hai hoặc ba tuần tới, khi vòng đàm phán mới diễn ra, Iran sẽ đặc biệt kiên trì với những quan điểm của mình và trong vòng đàm phán tới đây tại Viên sẽ không được tổ chức ở cấp bộ trưởng. Trước đó, bên lễ hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Rome, Italy, Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã ra tuyên bố chung phản đối chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời thể hiện quyết tâm của các nước phương Tây đảm bảo Tehran không bao giờ có thể phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân. Các giải băng trên đỉnh hòn đảo lớn nhất thế giới chứa lượng nước băng đủ để khiến mực nước tại đại dương trên toàn cầu tăng lên 6 mét và tình trạng băng tan cực đoan tại hòn đảo này đã diễn ra nhiều hơn trong ít nhất 40 năm gần đây. Mặc dù đây là một trong những nơi được các nhà khí hậu học nghiên cứu nhiều nhất trên trái đất, song nghiên cứu mới trên là công trình đầu tiên sử dụng dữ liệu vệ tinh để phát hiện dòng chảy của tảng băng Greenland. Các nhà nghiên cứu cho biết lượng nước băng tan của Greenland đã tăng 21% trong 4 thập kỷ qua. Đáng chú ý hơn, các hình ảnh vệ tinh do cơ quan vũ trụ châu Âu cung cấp cho thấy giải băng đã mất 3.500 tỷ tấn băng kể từ năm 2011 tạo ra lượng nước đủ để khiến các mực nước tại các đại dương dâng cao và tăng nguy cơ xảy ra lũ lụt tại các cộng đồng ven biển. Các nhà nghiên cứu còn nhận thấy hơn 30% lượng băng bị mất trong thập kỷ qua chỉ xảy ra trong hai mùa hè năm 2012 và năm 2019, vốn ghi nhận nhiệt độ cao. Các hình ảnh vệ tinh còn cho thấy sự thay đổi đáng kể hàng năm về lượng băng tan và dữ liệu nhiệt độ cũng cho thấy các đợt nắng nóng là nguyên nhân chính khiến tình trạng này diễn ra. Các chuyên gia dự báo tảng băng Greenland sẽ khiến mực nước biển tăng từ 3 đến 23 cm vào năm 2100. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!